Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường năng lực sản xuất cho hội viên nông dân. Trong đó có việc chuyển giao kỹ thuật, cho vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân. Đại diện tín chấp cho hội viên nông dân vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hướng dẫn và vận động thành lập các hình thức liên kết như hợp tác xã, tổ hợp tác, các chi tổ hội nghề nghiệp nhằm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Kết quả là tình hình sản xuất kinh doanh của hội viên nông dân từng bước được nâng cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu từ những mô hình hiệu quả này. Từ kinh phí được ngân sách cấp để tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, tham gia công tác khuyến nông, thực hiện quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân do cả cấp hội trực tiếp điều hành và cho vay. Giai đoạn 2013-2018, cả cấp hội nông dân đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 115 mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, với trên 5.000 hộ nông dân tham gia. Riêng đối với quỹ hỗ trợ nông dân, trong 3 năm, từ năm 2016 đến 2018, quỹ đã thực hiện cho vay 16,56 tỷ đồng, xây dựng 66 mô hình sản xuất với 592 hộ tham gia. Hiện có 17 nhóm ngành nghề được triển khai như chăn nuôi các loài gia súc gia cầm, trồng sen, bưởi, tiêu và các ngành nghề khác như làm chân hương, nghề mộc, hương trầm. Nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân tuy không nhiều nhưng đã góp phần tích cực giúp hội viên nông dân có được nguồn vốn kịp thời, đầu tư sản xuất, mở rộng phát triển ngành nghề. Các dự án này cũng đã phát huy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Một trong hai nội dung mà hội nông dân thực hiện đó là vấn đề thành lập phát triển cái quỹ hỗ trợ nông dân để giúp cho bà con nông dân về các cái phát triển các cái mô hình, các cái dự án phát triển các cái xã hội ở địa phương. Và quá trình triển khai thực hiện cái thành lập cái quỹ và triển khai cho vay thì quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần rất là đắc lực trong cái công tác là đoàn kết tập hợp hội viên nông dân, tạo cái điều kiện để cho cả các hội đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động và tập hợp hội viên nông dân vào cái tổ chức hội. Thông qua cái quỹ hỗ trợ nông dân thì đã tạo điều kiện để cho hội viên nông dân vay vốn kịp thời và vốn để phát triển cả cái mô hình kinh tế, đặc biệt là các cái mô hình theo hướng hợp tác, đó là các cái tổ hợp tác, các cái hợp tác xã. Để có được kết quả trên, Hội Nông dân tỉnh đã làm tổ công tác tuyên truyền để cán bộ hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân. Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo cả cấp hội tham mưu cho cấp ủy cung cấp thành lập ban vận động xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân, thành lập ban kiểm soát quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh. Nguồn vốn trên đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, từng bước khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh. Qua kiểm soát đánh giá các cái chỉ tiêu về quy mô và mục đích sử dụng vốn thì chúng tôi nhận thấy là hầu hết là các hội viên hội nông dân, các tổ và vay vốn, tổ hợp tác đều sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội thực sự. Ví dụ mô hình của Châu Tam Lục Thủy hiện nay là hình thành vùng nguyên liệu và một số vùng nguyên liệu khác như là trà vả hoặc là rau má hoặc là gỗ chứng chỉ theo FSC. Thì phải nói rằng là theo tính đặc thù của từng địa phương thì với những cái mô hình này, Châu Tam này thì chúng tôi so sánh được bài toán rất nhanh, tức là cấp 4 linh đối với trong nguyên liệu keo lấy gỗ bình thường. Và một số cái mô hình khác như là nuôi cá sân ghép ở Thuận An, huyện Phú Vang, rồi các cái mô hình nuôi cá lồng ở Cổ Thọ, Cổ Điểm, v.v. Phải nói rằng cho chúng ta thấy là những cái mô hình đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân. Thứ nhất là về nâng cao thu nhập của gia đình. Thứ hai là tạo được công ăn việc làm cho bà con nông dân trong thời gian đến rồi. Thì
Tất nhiên là cái được rất nhiều, và trong cái đó là khó khăn của bà con nông dân đối với huyện miền núi A Lưới là thứ nhất là về khoa kỹ thuật thì bà con còn thiếu, cho nên là rất mong các cơ quan ban ngành hỗ trợ vào đơn vị của nông dân sẽ tập huấn hoặc là mở một lớp mà nghề ngắn hạn để chuyển giao về khoa kỹ thuật để làm sao đó cho bà con nông dân lưới đạt được cái điều kiện cũng như là đai rộng, thì việc mà nhân rộng cái mô hình nuôi gà là có khả năng phát triển và sẽ có cho hiệu quả cao. Từ các dự án mô hình phát triển sản xuất và dự án từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã vận động thành lập được 21 tổ hợp tác thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Điển hình là các tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả như tổ hợp tác nuôi cá lồng tại xã Quảng Thọ, Dầu Tràm, Lộc Thủy, cá gai leo ở Lộc Hòa. Việc vay vốn thực hiện dự án đã tạo niềm tin cho cán bộ, hội viên nông dân, thu hút nhiều hội viên tham gia. Định kỳ hàng tháng, các tổ vay vốn dự án duy trì sinh hoạt tổ, nội dung sinh hoạt phong phú, tạo cơ hội để hộ vay, để trao đổi, học tập, truyền đạt các kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống, tìm đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc giới hạn về nguồn quỹ so với nhu cầu thực tế của người nông dân vẫn còn quá lớn, không thể đáp ứng được về vốn đối với các hộ làm trang trại, các hộ chăn nuôi, bởi mô hình cũng như con giống đòi hỏi số tiền lớn hơn mới có thể phát triển tốt sản xuất. Đó là chưa kể đến thời hạn cho vay ngắn, bà con nông dân khó quay vòng vốn trong quá trình sản xuất. Đối với quỹ hỗ trợ nông dân, nó khác với các nguồn khác là việc cho vay thì trả nợ là một lúc vào cuối cái lúc kỳ vay. Thì một số bà con không có điều kiện để mở rộng phát triển sản xuất thì họ cũng sẽ gặp cái khó khăn trong cái quá trình sử dụng vốn vay cũng như là trả nợ vay. Về thời gian cho vay thì trung ương đang quy định là một dự án cho vay là từ 24 đến 36 tháng và từ 2 đến 3 năm, và hiện nay thì một số cái mô hình, một số cái dự án, đặc biệt là các cái mô hình chăn nuôi trâu bò hay là trồng cây ăn quả thì cái thời gian vay ngắn như vậy thì cũng khó khăn đối với bà con nông dân. Vì cái quá trình vay thì bà con cũng chưa có cái sản phẩm để mua trả nợ cho cái món vay của mình. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục kiến nghị đề xuất để nâng mức vay cho phát triển sản xuất của Quỹ Hỗ trợ Nông dân, tập trung xây dựng phát triển các dự án, mô hình điểm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ, tăng cường học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ kế toán quỹ, quan tâm đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn quỹ để mang lại hiệu quả thiết thực hơn trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế.